chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với lớp học trong khu vườn ngày hôm nay. Hay quá, con chờ mãi lớp học này đó. Đâu đó ham học giỏi ghê à. Dạ, con biết mà. Ở nhà, con cũng phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa được nhiều lắm mà. Đậu đỏ ngoan ghê á. Chứ dạo này á, nhiều bạn nhỏ hay ngồi lì chơi điện tử lắm. Nghỉ ngơi, chơi điện tử cũng tốt. Nhưng ngồi nhiều á, cũng gây hại lắm à. Các con nên vận động hợp lý khi được nghỉ học nè. Bởi vậy, cho nên chị Nguyệt Ánh mới hối đất tôi khỏe mở lớp học nè. Phải học cách tự chăm sóc bản thân để không có làm phiền ba mẹ nữa. Dạ, đúng rồi. Có nhiều cái em muốn học lắm. Đất tôi khỏe mama dạy tụi con đi ạ. Ủa, nhưng mà hình như có ai núp ở đằng gốc cây kia kìa mọi người. Ai vậy? Dạ, con Mận ạ. Ủa, nay Mận đổi gu ăn mặc sang mặc váy chống nắng luôn hả? Sam không vô đây học chung với mọi người mà lại đứng lấp ló ở đó chi vậy? Lại ngồi học cho vui đi Mận, còn dư một chỗ nè. Đi, lại đây, ngồi với tôi nè. Bài hôm nay thú vị lắm đó. Ôi yeah. Chết tôi rồi. Chết rồi. Đậu đỏ, em làm gì mà Mận đau dữ vậy? Em chỉ nhấn bạn ấy ngồi xuống ghế thôi mà. Đâu, đưa ta coi nào. Mận đau ở đâu vậy con? Không, không có con. Đau lắm. Hậu môn của em bị sao vậy? Em nói rõ đi, rồi để mọi người tìm cách giúp em. Dạ, gần đây hậu môn của con cứ ngứa ngáy khó chịu. Lúc con đi vệ sinh còn thấy máu nữa. Hey, vậy là con bị trĩ rồi. Trĩ là cái gì vậy ạ? À? Trĩ là tình trạng máu ứ động làm phong tĩnh mạch của hậu môn trực tràng. Qua thời gian sẽ làm tĩnh mạch bị giãn ra rồi bị mỏng đi và tạo thành các búi trĩ ngay hậu môn đó. Phải làm sao mới bị vậy chứ, phải không đó tôi khỏe? Thường bệnh này á là do ít ăn chất xơ từ rau xanh hay ăn uống đồ nóng, ngồi nhiều, ít vận động hoặc vận động quá nặng đều dẫn đến bị trĩ. Có cách nào giúp con không mẹ? Đau lắm, mẹ còn xấu hổ nữa, đi đâu cũng bị hỏi. Không sao, bình tĩnh nào, đậu đỏ sẽ giúp con trong chuyện này, coi như là đền bù vì vô tình làm con đau đó. Con giúp được gì đây ạ? À? Đậu đỏ có vị ngọt, tính ấm, hỗ trợ điều trị trĩ rất tốt. Trong đậu đỏ có chất xơ, rất nhiều vitamin B, vitamin A, mangan, đồng, sắt, kích thích nhuận tràng, bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể. Dạ, còn cách dùng thì như thế nào vậy ạ? Chỉ cần bổ sung đậu đỏ vào thực đơn hàng ngày và các món như chè đậu đỏ, sữa đậu đỏ như là một nguồn cung cấp dinh dưỡng và chất xơ là được. Để bác sĩ thăm khám thêm và cho thuốc đậu đỏ nha. Chưa hết đâu nha, bạn phải ăn thêm rau xanh để tăng chất xơ giúp nhuận tràng nè, vận động hợp lý, nhẹ nhàng, tránh ngồi nhiều nữa đó. À, mình nhớ rồi, cảm ơn đậu đỏ nha. Con cảm ơn đó tôi khỏe và chị Nguyệt Ánh nhiều ạ. Thôi, chắc bây giờ Mận không có sức để học tiếp đâu. Mình dời lại bữa sau vậy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào tạm biệt quý vị khán giả nè. Rồi đưa Mận về để nghỉ ngơi nữa. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.